đến với chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, chợ lớn nhất Việt Nam. Chợ nằm ở đường Quảng Trọng Linh, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Welcome to Bình Điền Market. Qua các loại hải sản tươi và ngon thì mọi người hãy vào nhà lòng lết. Đây có đầy đủ các mặt hàng thủy hải sản. Bây giờ chúng ta cùng thâm nhập vào nhà lòng ép xem ở đây người ta bán cái gì, giá cả thế nào nhé. Anh xin kính chào tất cả bà con, cô bác, anh chị và gia đình mình nha. Chào mừng mọi người đến với chợ lớn nhất Việt Nam, chợ đầu mối Bình Điền. Thì hôm nay như mọi ngày thì anh review cho mọi người xem giá cả một số mặt hàng hải sản chợ Bình Điền hôm nay giá cả thế nào nha. Công việc của anh là buôn bán cá biển, cá nàng hai, chả cá thác lát trong chợ Bình Điền nha mọi người. Rồi công việc thứ hai của anh là đi mua hàng online cho mọi người, ship tận nơi luôn, có gửi về đi một số tỉnh, miền Tây cũng có, khu vực miền ngoài cũng có, miền Đông như Tây Ninh. Tây Ninh thì anh có biết một số xe đi về Tây Ninh, chỉ là khu vực Tây Ninh, còn mấy khu vực như Bình Phước đồ mình phải gửi xe ngoài bến xe miền Đông, cái đó thì mọi người phải tiền xe cho anh trước nha. Còn các tỉnh miền Tây thì ok, miền Tây thì có các chành xe đó, thì anh cũng tìm kiếm cho mọi người. Nếu mà muốn mua hàng thì cứ alo anh hoặc nhắn tin anh nha. Có chuyện này nữa thì mọi người nếu mà gọi anh không được thì cho anh cái tin nhắn nha. Anh chưa bao giờ bỏ cái tin nhắn nào hết, còn cuộc gọi thì anh sẽ bỏ. Gọi nhỡ anh bỏ vì nhiều lắm, nhiều cuộc gọi nhỡ nên anh không có gọi là trả lời hết được. Trả lời chục cái tin nhắn hết 5.000 con nhỏ. Nhiều khi ăn đâu có gọi lại mọi người được, nhiều khi gọi lại rồi có một số khách hàng chỉ hỏi chuyện gì thôi, rồi nói chung không có liên quan tới chuyện làm ăn, ăn tốn tiền điện thoại. Rồi thì thôi giờ anh dẫn mọi người. Rồi, số điện thoại của anh là 036-238-5669 nha mọi người. Anh chỉ làm việc trên một số điện thoại này thôi, anh không có bán hàng trên Facebook, anh chỉ bán hàng trên YouTube thôi. Mọi người vào xem cái kênh của anh á, nên nếu muốn mua mặt hàng gì thì mọi người nên xem cái tập mới nhất của anh, rồi sau đó gọi anh mình đặt hàng cho nó dễ, cái đó là giá cả nó thực tế hơn. Nếu mà coi những cái tập cũ thì nó cái giá cả nó sẽ không được chính xác cho lắm. Rồi ok, thôi giờ mình đi chạy nha mọi người. Bây giờ anh đang cần các mặt hàng cá mú đỏ này nha mọi người. Nếu ai có các mặt hàng cá mú đỏ thì liên hệ anh nha, rồi sau đó giá cả mình sẽ tính sao. Các thương lái ở các mọi vùng biển, cá mú đỏ mà quan trọng là ngon nha mọi người. Anh chỉ cần nguồn hàng ngon, không có xài hàng loại 2, không có xài hàng giạt á. Nếu có thì liên hệ anh nha. Rồi anh xin cảm ơn trước, rất mong được. Cá mú thì anh cũng cần thêm góc hàng như cá bông lau thiên nhiên nha mọi người. Cá bông lau thiên nhiên nha, anh thì chủ yếu là các món hàng thiên nhiên thôi. Như con cá gọc nữa nè. Cái gọc thì cũng là cá thiên nhiên nhưng mà hàng ngon nha. Tất cả hàng của anh đều phải ngon nha mọi người. Cá bên giữa của anh bán nha mọi người. Chả cái nàng hai nha. Đắk Lắk cơm á. Giá hôm nay là cũng là 175.000 nha. Nếu mà đi số lượng nhiều thì anh sẽ bớt còn 170 nha mọi người. Chả là chả nguyên chất nha. Thì anh cũng chỉ mọi người luôn, đi vào chợ thì tới những cái chỗ người ta bán chả, thông thường người ta có cái mâm, ta để lên đẹp lắm, là cái chả đó là chả pha không á nha. Giá nó chắc khoảng cũng tùy theo mình, tùy theo chỗ người ta pha nhiều hết, người ta có mỗi giá riêng hết, 130, 140, 150 đủ thứ hết. Cái chả nguyên chất, mọi người muốn mua chả nguyên chất thì nói người ta, hỏi người ta là chả nguyên chất giá nhiều, rồi mình sẽ kêu người ta làm cái đó. Mà cũng nhiều khi bị pha nha mọi người, chứ tùy theo chỗ người ta làm thôi, chỗ làm uy tín người ta không có pha, ta bán mình giá chả nguyên chất luôn. Rồi có chỗ thì người ta bán giá chả nguyên chất mà người ta sẽ pha vô. Rồi thôi, cái này nè, mặt hàng dựa bên dựa của anh bán, anh không có tính tiền công mọi người, có xài thì ủng hộ dựa của anh nha. Rồi anh cũng cập nhật con cá nàng luôn, cá nàng bữa nay ăn hết rồi, dựa của anh thì nhập hàng đủ bán. Cá nàng hôm nay thì giá nó vẫn là 56.000 nha mọi người, hôm nay nó 56.000. Rồi thôi anh. Cá thác lát cút xương nha mọi người. Thì cái này là công ty thì anh nhận bán giùm mấy chú bên công ty làm bên chả cá nè. Thác lát cút xương này biết anh cũng qua YouTube
thì chú cũng liên hệ là bán các mặt hàng cá thác lát đút xương này. Thì ăn bán cái này thì ăn ngăn quê hồng thôi, giá của nó là 210 nha mọi người. À, 1 kg nó là 3 con, 1 con là 3 lạng mấy, có khối lượng này 333 g. Mọi người đừng mua 1 con 2 con ăn khó tính đó, không biết đường tính, nên mua 1 ký 3 con đi. Rồi có mua thì ủng hộ ăn nha. Thì này ăn cũng lâu rồi không có không... Rồi nãy ăn rảnh đang đi vòng vòng, ăn quay cho mọi người xem các mặt hàng cá hôm nay nha. Này cá chạch quế nè mọi người, cá chạch quế nè, ăn biết ngon không, đó giờ không ăn luôn á. Thấy mấy cái này sao thấy nó hình như nó bị ngán. Cá chạch quế này cá nuôi nha mọi người, cá chạch nuôi nha. Cái đầu nó, cái gâu nó ngộ ngộ. Vậy sắp nay chạch quế này nhiêu? 75. Bự nhất 75. Bự nhất 75. 70 ngàn, nhỏ hơn. Rồi cá kèo mọi người ơi, cá kèo hôm nay là nó sốt giá. Nếu mà ai kinh doanh bên cá kèo là sẽ biết liền, sốt giá lên khủng luôn. Này kèo lớn nhiêu chị? 155. Kèo lớn hả? 6. Sò nữa là nhiêu con? 36. Này à, nè sò bự là vậy mọi người ơi, 160 ngàn. Nhỏ nhất là nhiêu chị? Nhỏ nhất là 150 hả? Rồi là hết nhỏ rồi đó hả? À, nhỏ nhất là 150 mọi người ơi, ăn thì không biết cỡ luôn á. Nhỏ nhất là chừng 40 con không chị? Nè, nhỏ nè mọi người ơi. Cái này 100, cái này nhiêu? Cái này 100 mấy chị? Này 155 hả? Rồi mỗi giá cách nhau 5 ngàn mọi người. Tùy theo size, mỗi cái size cách nhau 5 ngàn đó. Trời ơi, cá kèo là hình như nó hơi bị lâu rồi đó. Nó lên giá, nó lên địa thường. Nó lên như muốn mỗi ngày luôn. Mà tới giá này, ông nghĩ nó sẽ không còn lên nữa. Thì giá này là hết giá rồi. Nó rất là mắc rồi. Có lúc nó có 5-60 ngàn rồi mọi người. Lúc 5-60 ngàn, giờ lên tới 150. Rồi, ok thôi. Kết thúc mấy con cá kèo. Thông thường ta bán cá kèo đi kèm với cá chạch. Đây, con cá đuối mọi người ơi. Cái đuối này, cái đuối này đuối dừa hả anh bạn? Dừa. Da hả? Hai da này nó nhiêu ký? Nếu mà 120 hả? Trời rẻ dữ mọi người. Đuối hai da ăn nó với con đuối nghệ đó làm sao? Ngon hơn đuối nghệ nhiều. Ngon hơn luôn hả? Ủa? Ngon hơn đuối nghệ nữa ta. Hai da này ngon hơn đuối nghệ chứ. Em chưa ăn con đuối hai da này luôn nha. Dạ, em ăn cái thịt nó dài hơn. Còn cá đuối nghệ cái thịt nó ăn như thế vậy đó, nó bỏ bẹt đâu có dai đâu. Nó mềm thì ăn nó thấy nó mềm. Thịt nó bỏ đó, cái thịt nó nấu lên là nó bỏ bẹt à, còn cá này thịt nó dai ngon á. Ồ, vậy hả? Rồi, cái này là người ta cắt làm sẵn vậy luôn nha mọi người, là nó có 120 ngàn thôi. Nó rẻ hơn con đuối nghệ nhiều nha. Nhưng mà cái giá nè, thì cái giá cả với cái chất lượng nó đi đôi quá. Cái này thì rẻ quá, cái này quá rẻ so với con cá đuối nghệ. Đuối nghệ thì nguyên con 120, 125, còn này chỉ có một, này chỉ có 120. Rồi thôi này thì em giới thiệu. Ủa thu nay mát không anh bạn? Ngon là 170 hả? Ừ. Nè cái này là hàng loại 2 nè, nhưng cũng nhìn nè, mọi người nhìn thấy đẹp ghê không? Nhưng mà cái mảnh nó mềm nha. Kêu bằng cá loại 2, còn cá loại nhất là tới 170 ngàn nè. Loại nhất là nó ngon nha mọi người, chứ không phải là nó cần lớn gì đâu. Cái size nó khoảng 3 kg đổ lên là cái size nha, size ngon của người ta đó. Thông thường là 3 kg. Thông thường 3 kg đổ lên là cái size ngon. Người ta chỉ lựa nước 1, nước 2, nước 3 chứ không phải là lớn nhất là loại nhất. Người ta tính theo cái size ngon dở nha. Rồi, nay đi cập nhật thoải mái một xíu. Hôm nay không có nhận hàng, mua hàng của ai hết trơn nên đi hỏi giá cho mọi người. Các mặt hàng cá biển thì có cá sóc nè mọi người,
cá sóc này mà đang bán nhiều vậy? Cá lớn vậy hả? Ồ, dễ vậy. 80 ngàn nha mọi người. Thì nếu mà đi chợ mình mua mình có thể thương lượng, có thể trả giá. Cái này thì anh đi quay anh hỏi giá không ạ, nên không có chính xác giá được, có thể là còn 75 không chừng nữa. Mà ăn mua thì chắc ăn mua không có được giá rẻ, bởi vì ăn mua ăn lựa không à. Còn này người ta bán là kêu giá, ta bán nguyên khai, nguyên kết vậy. Rồi đi chợ hôm nay, dẫn mọi người đi chợ hôm nay, cái chợ nó, chợ bữa nó làm sao nha. Hàng mực gì dừa thì có, nhưng mà mực đẹp nhất thì không có. Không à. Mực này là mực phú quốc nội vừa. Chứ còn mực ống là mấy ngày nay không có luôn nha mọi người. À, mọi người đi vào chợ này á thì nên đi cẩn thận, các xe kéo đi nên né nó nha. Mình chỉ né xe chứ xe không né mình đâu. Không, người ta đi người ta la, chỉ la mọi người đi vào chợ này nên đi nhìn trước nhìn sau á, né né những chỗ nào chật quá đừng đi, mình đi đường khác. Chen đi ủi dò mình đó. Ủa vô ống quyển á, dễ ngay ống quyển lắm á. Có một số khách hàng đi vào chợ này đi bị chợt té. Có người, có chị đó té, đợt té bị mẻ xương tay luôn. Đi không quen á, đi ông chợ này đi mang dép á. Đi mang dép dễ chợt. Mực lá này lá Phú Quốc, không có lá biết rồi. Ủa lá này nhiêu nấy? 23 ngàn hả? Rẻ vậy? Này là hàng Phú Quốc thôi mọi người, chưa hàng VIP nữa. Có hàng VIP câu nữa. Không có câu à. Có mực lá giá rẻ không? Mực lá đó là nhiêu? Trăm rưỡi. Mua nấu hủ tiếu mà mắc quá vậy. Cái này 89 con chứ. Là mặt nữa mọi người chứ không phải là vậy thôi nha. Đừng có nhìn trên mặt nha. Tao làm cái khay là rồi phải móc từ trên dưới coi á. Hôm nay ăn đi hỏi giá tôi nghe mọi người ơi. Sợ bán mắt quá hả? Sao tao biết mặt hả? Chưa thách quá trời, mập này chưa thách lắm nha mọi người. Là tôm lớn này như là 270 10 con hả? 90 con. Này 270. Này đi quay thôi nha. Không có mua nên không có trả giá. Bán quay chơi. Bán chừng 230. Trời ơi. Con bây giờ còn 250 ngàn. Này 12 hả? Này nhiêu? 10 không à, hai cái nữa. Thứ đó hả? Sao bỏ gỗ gì đây? Tại vì còn có nhiêu cái này vô gỗ cho nó gọn. Hai dinh gỗ nào mình đưa gỗ đó. Rồi. Hỏi giá mọi người muốn ăn tôm càng thì bữa nay có tôm lớn này nghe, chứ hôm qua cũng không có tôm lớn. Rồi ok, đi hỏi giá tôm càng cho vui nha mọi người, cho cái clip nó phong phú thêm xíu. Hôm nay thì nhà có tiền nên ăn không có nhận mua hàng của ai hết, chỉ có chị mua cho chị này bán quán nên đang phải mua cho chị về chị bán ở Tây Ninh này. Càng gió mọi người, càng rẻ càng gió mọi người ơi. Gió này đang nhiêu? 230 hả? Gió bên đây nhiêu? Này giá hả chị? 230. Có lớn hơn xíu không chị? Có loại này thôi hả? Lấy cho em 2 kg này. Càng gió này thì nó đặc rồi. Càng rẻ nó bao nhiêu chị? Rẻ đó bao nhiêu? 31. Có nhỏ hơn không? Có nhỏ hơn không? Có nhiều đó đó hả? Rẻ mấy hả? Chị muốn hàng cầu. Cái hàng 250 còn có nhiều hả? Gió cổ mai có đây, nó hiện nhiều gió lớn mà nhẹ không có hàng cầu thì nó nhớ. Vậy cái càng nó có nhiều đó hả? Có nhiều hết rồi đó. Không, cái nó ngon mới lên luôn á. Đang đèn chứ nó ngon á.
lên có nhiều á. Rồi, có nhiều lấy luôn, lấy nhiều đi. Lấy cho chị sóc nâu, chị bán đỡ đi. Mấy càng ghẹ này thì Ân không có dám đi mua vòng vòng. Đi mua những chỗ lạ người ta, nhiều khi ta trà trộn hàng cũ cho mình. Mua về khách hàng ăn mất công. Có vấn đề gì cái mất công đó. Mấy này thì hàng Ân không có bảo đảm. Mọi người mua mấy cái loại này thì Ân không có bảo đảm về chất lượng đâu nha. Mà mua hôm nay mua ở chỗ này thì người ta bán thấy khách hàng ăn cũng ok lắm. Không bị máng vốn như lúc trước. Lúc trước là Ân bỏ cái càng ghẹ luôn. Ai đặt tới càng ghẹ là Ân chạy hết. Từ lúc mua cho mấy cái quán trước, mấy quán người ta bán rồi Ân mới nhận lại. Vì thấy cái chỗ này ta bán cũng được nè. Đâu đó ta nói rõ ràng, cái nào cũ cũ, cái nào mới mới. Mọi người đừng có ham ghẻ mấy cái này nè, đừng ham ghẻ. Cái tiền nào của nấy nha mọi người. Tất cả các loại càng luôn nè. Cái càng ghẻ khúc này là bao nhiêu? 26. Này 130 hả? Bỏ ghẻ kìa. Nè, cái này mình mua về làm cái gì không có quan trọng. Cái khúc đầu dưới á, thì mua cái này về, ví dụ cái này mua về ăn nó cũng rẻ hơn mọi người, cũng thịt hơn chứ bộ rồi. Mà thịt nằm ống này nó cũng nhiều, ống này nhiều hơn nó, nhưng mà nó rẻ, có rẻ hơn 100.000 ký luôn mọi người. Nè, cái này là càng khúc nè, nó bị gãy khúc là nó mất hết 100.000. Hàng là hàng ngon nha mọi người. Cái này thì 260. Càng khúc lớn nè. Nè, cái này thì nó cũng có vấn đề gì người ta mới bỏ chung ở đây. Đó. Tiền nào của nấy. Mua càng ghẹ này, mọi người chịu cực hửi. Đưa lên lỗ mũi mình kiểm tra nha. Mình dùng lưỡi lỗ mũi mình kiểm tra đi. Nếu mà không có tin tưởng cái chỗ nào mình mua đó, mình nên kiểm tra đi cho chắc cú. Về ăn cho nó mạnh miệng xíu. Rồi thôi, ăn kết thúc cái càng ghẹ ở đây. Sao lông? Nhiều vậy anh, giá nhiều vậy? 50.000. Có khoảng mấy ký thôi? Ủa, nhiêu ạ? 16.000 ạ. Có lẽ rồi. Một sầu lông cồ nha mọi người. 50.000 hả? Lấy 4 ký rồi anh. 50.000 sầu lông cồ hôm nay mọi người ơi. Nè mọi người nhìn ngón tay, nhìn theo ngón tay chứ không biết nó nhiều con. Đóng ở ngoài. Chết không nha. Con nào không hiếp này nha, là chết đó. Bốn ký. Rồi ok, lỗ đỏ này nhiêu vậy ta? Lỗ đỏ 10.000. Rồi, lụa đỏ này còn 10.000 mọi người. Lụa xanh 16 nè. Chu cha ơi, nó rẻ. Con này hả? Ừ. Con này 16.000 hả? Ừ, nó 16 nè, lụa đỏ dưới biết mà. Con cái gì, sò sữa này nhiêu lận? 12.000 luôn hả? Con sò sữa không biết nó ăn nó làm sao, cái này về làm gì ăn mà sao nó bự mà nó rẻ vậy? Nó dai, tại nó dai lắm. Dai lắm hả? Con này là con chọt hả? Con chọt này nhiêu? Chọt 10.000 luôn, chọt với con lụa đỏ đó giống nhau lắm mọi người. Có bữa ăn đổi món cho khách hàng hai con này luôn. Con lụa đỏ thì ruột nó nhỏ lắm nha. Cho gửi xíu lấy á. Mọi người ơi, vuôn 7.000 hầu vỏ xe. Cái này hầu thường là 35 là 38 nè. Này hầu ton. Con rẻ hơi nè, cầu ít cồ hôm nay còn có 75 nè, tôi biết like mọi người. 75.000 thôi. Rồi thôi ăn xài hào vỏ xe, nhưng mà cái này lớn quá ăn mua không được, đi chỗ khác ăn chạy giá. Có con ốc hương mọi người ơi, nó mắc quá. Lên giá nó mắc quá. Này 80 mấy 90 con mà hôm nay là giá 330. Còn này lộ khoảng 100 mấy nè. 100 mấy con, 200 280 nè. À, bữa nay đi gặp con Nhung nè mọi người ơi.
nhum hay là cầu gai là nó đó nha. Ủa con nhum này dạ chạy 70 hả? 70 ngàn ký hả? Rồi cái này đặc sản mà không biết ăn sao trời. Có vị khách này đặt hôm nay chưa có điện, điện anh tới chợ lấy hoặc là ship tới nhà. Ủa con nhum này làm gì ăn mọi người ơi? Sao ta thích dữ vậy? Có 70 ngàn ký à, cũng rẻ. Nè cái gà nó như gà nhím vậy đó. Ủa nó còn sống không? Sao nó im ghê thế vậy? Mắc cười quá. Mắc cười quá. Không biết gì nhiều về con này. Ủa con này mình về làm gì ăn đây? Này có nướng gì anh? Nướng thôi hả? Nướng quẹo dịch vô hả? Có con nào nướng mà quậy hột vịt hột gà chứ. Rồi thôi con nhâm mọi người. Nhiều như vừa nó 70 ngàn. Ốc len gì tùm lum hết rồi. Xong tập phim của anh hôm nay tại đây mọi người ơi. Anh cảm ơn tất cả bà con, cô bác, anh chị và gia đình mình đã đi chạy với anh hồi nãy giờ. Thì hôm nay tập phim cũng hơi ngắn. Ngắn đối với anh thôi chứ số khách hàng cũng hơi dài. Rồi mọi người chỉ cần ở nhà nhắn tin và gọi điện thoại, sáng sẽ có hải sản tươi ngon về tận nơi cho mình. Rồi tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong cái tập mới nhé, cứ ăn.